Cầu Nhân Trạch kết nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ về đích sớm 4 tháng. Nhiều doanh nghiệp không tuyển đủ lao động đáp ứng sản xuất. Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng vọt so với năm ngoái. Lò hơi của công ty gỗ Bình Minh đã hết hạn kiểm định hơn 1 năm. Phóng sự: nắng nóng khiến những người mắc bệnh huyết áp dễ bị nhồi máu cơ tim. Ngày 9 tháng 5, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết đã có báo cáo gửi Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải về tình hình triển khai dự án thành phần 1A của đoạn Tân Vạn Nhân Trạch giai đoạn 1 thuộc dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tính đến đầu tháng 5, tổng giá trị thi công của hai gói thầu xây lắp thuộc dự án đã đạt gần 1,4 ngàn tỷ đồng trên tổng giá trị gần 2,7 ngàn tỷ đồng, đạt gần 51% giá trị hợp đồng. Trong đó, gói thầu CW1 xây dựng cầu Nhân Trạch dài 2,6 km có giá trị hơn 1,6 ngàn tỷ đồng, đang được đặt mục tiêu rút ngắn thời gian hoàn thành. Cụ thể, gói thầu được khởi công vào ngày 24 tháng 9, 2022 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 8, 2025. Tuy nhiên, hiện nay nhà thầu đang đặt kế hoạch rút ngắn để hoàn thành vào ngày 30 tháng 4, 2025. Tại sàn giao dịch việc làm lần thứ 5 do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai tổ chức ngày 10 tháng 5, đã có 22 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng hơn 4,2 ngàn lao động. Tại sàn, chỉ có khoảng 400 lượt lao động đến tìm việc và phỏng vấn, dự kiến có 220 lao động được tuyển dụng. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai, sàn giao dịch thu hút các lĩnh vực tuyển dụng như may mặc, giày da, xuất khẩu lao động, dịch vụ tài chính, viễn thông, bảo vệ với nhiều vị trí việc làm. Mặc dù trung tâm đã thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các sàn việc làm nhưng số lượng người lao động tham gia vẫn còn hạn chế so với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Cụ thể, nhu cầu tuyển lao động phổ thông chiếm hơn 96%, nhưng tại sàn số hồ sơ tiếp nhận chỉ đạt 6%. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận gần 900 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng có 26 ổ dịch tay chân miệng đã được phát hiện và xử lý, tăng 12 ổ dịch so với cùng kỳ năm ngoái. Những tuần gần đây, số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng nhiều ở thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh và các huyện Thống Nhất, Xuân Lộc. Nguyên nhân dẫn đến số ca mắc tay chân miệng tăng vọt là do việc kiểm soát công tác lây nhiễm chưa tốt, nhất là ở những cơ sở chăm sóc trẻ mầm non, mẫu giáo. Liên quan đến vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh ở ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu khiến 6 người tử vong và 5 người bị thương. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, nồi hơi của công ty gỗ Bình Minh đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26 tháng 11 năm 2022 và bình khí nén đã hết hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5 tháng 1 năm 2024. Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn, nhưng công ty gỗ Bình Minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động sản xuất. Trước đó, ngày 10 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Feng Zhang, 39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là giám đốc công ty gỗ Bình Minh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, quy định tại điều 295 Bộ luật hình sự. Cụ ông này vừa trải qua đợt nhồi máu cơ tim cấp, có thâm niên bị tăng huyết áp vài chục năm nay, vì vậy cụ ông được con cái chăm sóc khá kỹ lưỡng. Hầu như tháng nào ông cũng được đưa đi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Dù vậy, những ngày gần đây, nhất là đợt nắng nóng cực điểm, thì chỉ số huyết áp của ông vẫn ổn nhưng lại mệt hơn và mất ngủ. Lo lắng, gia đình đưa ông đi khám thì phát hiện bị nhồi máu cơ tim. Lần này mới nhập viện, lần này nặng, lên khám rồi nó nặng quá, bác sĩ cho nhập viện liền. Rồi bữa là nhập viện là coi như trong vòng khoảng tiếng sau là ông làm mệt. Không làm mệt phải hỗ trợ máy oxy rồi ổn định, bữa sau rồi mới tiến hành mổ ten. Thời tiết khắc nghiệt quá, năm nay thời tiết nắng nóng quá cho nên người già ra không nên ra ngoài, uống nước nhiều. Không chỉ người già, ngay cả người ở độ tuổi U40, U50 nhưng mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường thì nắng nóng cũng khiến họ mệt mỏi hơn. Nhất là những người thường xuyên phải làm công việc dưới trời nắng gắt. Cũng lo chứ, bây giờ mình đang đổi công việc, vẫn là lái xe nhưng mà mình tìm cái công việc chạy ban ngày thôi. Đêm nghỉ không có chạy đêm nữa. Chứ chạy như xưa chạy không có nổi đâu, mệt lắm. Ảnh hưởng chứ, tùy theo cái xe nữa, cái xe ngon đỡ, cái xe nó cũ quá là chạy mệt mỏi lắm. Xe mình nó tương đối, xe nó cũng cao, đời nó cao, nó cũng mới, nó cũng đỡ. Chứ mệt mỏi lắm chứ, suốt ngày, suốt đêm ngoài đường mà. Theo các bác sĩ, thì nhiệt độ nóng bức khiến tim đập nhanh và huyết áp có thể tăng giảm thất thường, gây ảnh hưởng đến những người có sẵn bệnh tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch mãn tính khác.
đặc biệt là những người không tái khám thường xuyên và không kiểm soát huyết áp tốt. Về lâu dài sẽ gây suy thận, suy tim. Nhưng biến chứng cấp tính là nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não, dễ ảnh hưởng đến tính mạng. Nên đi tái khám thường xuyên để bác sĩ điều chỉnh cái thuốc huyết áp cho phù hợp với lại cái mức hoạt động với cái thời tiết. Thì thường những bệnh nhân tăng huyết áp á, đối với thời tiết nóng người ta sẽ dễ bị tụt huyết áp hơn. Tại người ta đang uống thuốc hạ áp, rồi thời tiết nóng thì nó mất nước. Với thời tiết này, bác sĩ khuyến cáo những người lớn tuổi, nhất là có thêm bệnh nền tăng huyết áp, thường dễ nhạy cảm với thời tiết. Do đó nên hạn chế ra đường vào những giờ cao điểm từ 10 đến 4 giờ chiều. Nếu tập thể dục cần nhẹ nhàng, không gắng sức và tái khám thường xuyên.